chào các bác làm vườn. Rất ít video mà đi cắt được một quả mít chín to như thế này. Hôm nay thì em sẽ thực hiện bằng chiếc kéo cắt cành trên cao, một cái dòng kéo 4 mét nhé. Thì các bác nhìn cái cây mít thì em rất là sai. Quả mít này thì hôm nay khá là to, thì em cũng thử cắt luôn nhé. Đây là cái em đã cắt thử với cái bê nổi. Mẹ đâu? Mẹ đỡ đâu? Qua đây phải mấy cân này mẹ nhỉ? 6 cân. Thế á? Nào để lên con xem nào. Em vừa mới cắt thử cái quả mít này các bác nhé. Đấy là tại vì em yếu cho nên là em không hề đỡ nổi. Nhưng nếu như các bác la mà cắt ấy, thì rất chi là dễ dàng. Đây là một chiếc kéo cắt cành 4 mét. Đấy. Để thao tác mà vặt được quả mít này cũng rất chi là dễ. Các bác, đây là cái phần chế độ kẹp quả này. Một chiếc kéo này thì em dùng đã 5-6 năm rồi các bác ạ. 5-6 năm rồi đây. Em vừa mới test thử quả mít này. To lặng lắm các bác ạ. Đấy, em sẽ test thử nhá. Test thử lặng. Các bác khi vặt nhá, các bác phải để phần lưỡi vàng ở bên dưới. Cái phần lưỡi vàng bên dưới và cái phần lưỡi cắt thì sẽ ở bên trên. Rất chìa lặng các bác ạ. Ui, quả mít này lặng lắm. Quả này cho mẹ em bảo phải tầm 5-6 cân. Quả mít này nhá. Mẩy ngon. Đấy. Quả này ngon lắm. Em mà chi tiết một chút về chiếc kéo cắt cành trên cao để các bác nhà mình nắm bắt được. Thì với một chiếc kéo mới này, em bỏ luôn một chiếc kéo mới cho các bác xem. Một chiếc kéo mới thì đây là phần chế độ kẹp quả này. Và mỗi một chiếc kéo tiện lợi thì lại lắp đi theo một lưỡi cưa. Các bác lắp vào đây để cưa những cành to. Thì em chia sẻ luôn nhé. Với chiếc kéo cắt cành trên cao nó sẽ có hai loại, nhưng mà nhà em sẽ chỉ bán loại một thôi. Đây là cái loại một cứng và khỏe nhất. Đấy, phần lắp lưỡi cưa này. Đây là mẫu kéo 4 mét nhá. Cái mẫu này thì em sẽ có 4 và 5 mét tùy theo mức độ. Thì em cũng chia sẻ luôn đối với các bác đấy. Như các bác xem quả mít này nó phải mẹ mà phải 6 cân. Chắc chắn nó phải tầm 6 cân chứ không thể ít hơn được. Đấy. Thì mức độ để vặt được cái quả mít 6 cân như thế này, em cũng nói luôn, em nghĩ là chắc chắn là ở cái độ mức độ thấp thì sẽ dễ dàng. Đấy, còn nếu như rút hết tầm lên 4 mét thì em chưa thử bao giờ. Đây là cái mức độ là em để 2 mét em cắt nhá. Ở cái dòng kéo 4 mét thì một chiếc kéo này giá của nó rất chi là hợp lý. Thì em cũng mong là khi các bác xem được video, hãy liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại em để ngay cạnh video đấy ạ. Em sẽ tư vấn các bác về tất cả những cái dụng cụ kéo cắt cành trên cao. Nhà em thì sẽ có từ 1 mét cho tới 5 mét. Là một đại lý chuyên cung cấp về dụng cụ nông nghiệp, em cũng quan tâm tới tâm tư, nguyện vọng các bác. Khi các bác mà đang muốn tham khảo một cái dụng cụ gì, chắc chắn các bác cũng muốn mua được một cái dụng cụ thật tốt. Bởi vì khi bỏ tiền ra thì đây là một chiếc kéo cắt cành trên cao lý tưởng. Các bác mà lớn tuổi rồi đấy, không nhẽ lúc nào cũng trèo lên như này để hái những quả mít to như thế này thì thật sự là khó. Đây là em ví dụ ở cái quả mít to này thôi nhá. Còn cái kéo này em nghĩ là quả to như này chắc không thể đỡ được nổi. Thế nó sẽ hỗ trợ các bác đầu tiên là hái những trái bòng, trái bưởi, trái gấc, mít bầu, bí, ổi ở trên cái vị trí cao thì thật sự rất chi là dễ, tầm độ 4-5 mét. Đấy thì hôm nay nhà em bưởi thì chưa vặt được. Có mướp thì cũng chưa đến ngày vặt. Có mít thì đến chín rồi. Thì em sẽ luôn test thử cái mẫu kéo cắt cành trên cao. Mai kia nó sẽ chín quả tầm này. Em lại vặt tiếp để cho các bác nhà mình xem. Một chiếc kéo đẹp, cái chất nhôm của nó đây. Cái kéo 4 mét đặc biệt nó sẽ có hai cái lẫy rút các bác này. Sẽ có hai cái lẫy rút nhé. Khi các bác dùng các bác sẽ rút ra. Đấy. Nó vào lẫy nó kêu tạch một cái và cái này nó sẽ lẩy ra nhé. Các bác muốn cắt ở chế độ thấp thì các bác hãy thu xuống như thế này. Nó sẽ có phần kẹp quả đây, phần nắp lưỡi cưa. Và đặc biệt chiếc kéo 4 mét này thì nó sẽ có lò xo trợ lực các bác ạ. Mỗi một chiếc kéo nó sẽ có một cái lò xo trợ lực ở trong này. Tất cả cái ống dây cắt của nhà em thì sẽ là ống bằng thép hết, giúp cho chiếc kéo của bác luôn luôn là mạnh khỏe, khỏe nhất luôn. Đây là những cái dòng kéo hàng đặt nhé. Mẫu này thì nó là hàng Đài Loan, công nghệ Hàn Quốc. Kéo loại 1 nhá. Cái này nó sẽ có hai loại đấy. Nhưng mà riêng khi các bác mà đã đến với cơ sở em thì nhà em sẽ bán loại 1 thôi.
và sẽ tư vấn cho các bác cụ thể thực tế về tất cả những cái dòng kéo cắt cành để các bác nhà mình được biết, và sẽ tư vấn cho các bác là nên dùng loại nào là thích hợp nhất. Thì với 5-6 dòng kéo nhà em thì mẫu làm test thử rồi. Hôm nay vặt quả mít to thì em sẽ thử cái dòng kéo 4m này, 4m và 5m. Đây là cây 5m này các bác này. Cây 5m nó cũng y chang như vậy nhé, các bác nhìn nó cao hơn hẳn đấy. Đấy. Ở cái dụng cụ nông nghiệp này thì bên cơ sở em còn có rất nhiều những cái dụng cụ khác liên quan. Khi các bác mà quan tâm tới sản phẩm, quan tâm tới dụng cụ đấy, các bác nhớ ấn vào nút đỏ đăng ký kênh nhé. Ấn vào quả chuông đấy. Một cái quả mít to như thế này với một chiếc kéo như thế này, các bác chỉ bỏ ra mấy trăm ngàn thôi, nhưng các bác có thể sử dụng hàng chục năm vẫn có thể sử dụng được nhé, nếu như các bác bảo quản tốt. Đấy, để cắt quả thì cắt cành thì nó sẽ cắt được những cái cành bằng ngón tay này. Cái quả cây kéo này thì nó sẽ có phần cắt cành, tỉa cành. Em cũng tỉa cành luôn. Mất công làm video thì sẽ làm trọn bộ để cho các bác nhà mình được xem. Nếu các bác muốn tỉa cành nhá thì em sẽ tỉa cành này. Đây. Tỉa cành đây nhá. Tỉa cành trên cao đi. Kéo nó cao này. Kéo nó dài đi. Đấy. Em mới tỉa cành này. Các bác muốn tỉa cái cành này bớt đi. Đây cái cành khô rồi. Tỉa cành tươi nhá. Đấy các bác thấy không? Sẽ đứt thấp đây. Tỉa cái cành tươi rất chi là đơn giản. Em tỉa đến cái vị trí thấp này. Đây là cái phần tỉa cành nhé. Một chiếc kéo này thì nó sẽ có mấy chức năng: tỉa cành, cắt quả, chủ yếu là hỗ trợ các bác kẹp quả trên cao, thực sự là thích. Đấy, các bác đã quan tâm tới cái dụng cụ nông nghiệp và muốn xem nhiều những cái đồ nữa rất chi là hay, những cái dụng cụ hữu ích nhất em sẽ đưa lên kênh. Các bác hãy ấn vào nút đỏ đăng ký kênh nhé, và ấn vào like. Like là cái nút thích này này, để được xem tất cả những cái video của nhà em về những cái dụng cụ về nông nghiệp hay nhất, giá sẽ tốt nhất, và đảm bảo với các bác là hàng sẽ chất lượng.